Sáng ngày 1 tháng 3, Bộ Giáo dục Đào tạo công bố kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 sẽ được tổ chức vào các ngày 27, 28, 29 và 30 tháng 6. Cụ thể, ngày 27 tháng 6, các thí sinh làm thủ tục dự thi, tổ chức coi thi vào hai ngày 28 và 29 tháng 6. Ngày 30 tháng 6 là ngày thi dự phòng. Bộ Giáo dục Đào tạo cho biết, phương thức tổ chức thi và các quy định cơ bản như bài thi, ra đề thi, coi thi, chấm thi, cách tính điểm xét tốt nghiệp, phúc khảo, về cơ bản giữ nguyên như các năm 2021-2022. Cùng với đó, Bộ Giáo dục Đào tạo tiếp tục tăng cường chất lượng đề thi, đồng thời tăng cường công tác thanh tra kiểm tra toàn bộ các khâu tổ chức thi. Năm nay, Bộ Giáo dục Đào tạo tiếp tục tổ chức đăng ký dự thi bằng hình thức trực tuyến cho đối tượng là thí sinh đang học lớp 12, năm học 2022-2023. Sáng ngày 1 tháng 3, ngay sau khi Bộ Giáo dục Đào tạo công bố thời gian diễn ra kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 sớm hơn so với mọi năm, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Hiếu cho biết, Sở sẽ tham mưu Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2023-2024 trong hai ngày 6 và 7 tháng 6. Như vậy, năm nay, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông diễn ra sớm hơn một tuần so với mọi năm. Năm 2022, kỳ thi này diễn ra trong các ngày 6, 7, 8 và 9 tháng 7. Ông Nguyễn Văn Hiếu cho biết, để đảm bảo công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông công lập tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ diễn ra trước đó 20 ngày. Ngày 1 tháng 3, Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ Đường sắt BC08 Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc thực hiện đăng ký cấp biển số đối với các loại xe ô tô, thì đơn vị điều chỉnh các điểm đăng ký cấp biển số xe. Đối với xe ô tô tải có tải trọng từ 2,5 tấn trở lên, máy kéo, xe máy chuyên dùng, rơ móc hoặc sơ mi rơ móc và các loại xe có kết cấu tương tự xe nêu trên, xe ô tô khách có giường nằm của doanh nghiệp, cá nhân, có trụ sở hoặc nơi thường trú tại các quận 1, 3, 5, 6, 10, 11, 12, Phú Nhuận, Tân Bình, Gò Vấp, Bình Thạnh, Bình Tân, Tân Phú, có thể làm thủ tục kiểm tra xe và tiếp nhận đăng ký ở đội đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, điểm đăng ký cấp biển số xe ô tô Nam Sài Gòn hoặc điểm đăng ký cấp biển số xe ô tô Rạch Chiếc. Đối với xe ô tô có tải trọng từ 2,5 tấn trở lên, máy kéo, xe máy chuyên dùng, rơ móc hoặc sơ mi rơ móc và các loại xe có kết cấu tương tự xe nêu trên, xe ô tô khách có giường nằm của cơ quan tổ chức cá nhân nước ngoài, của dự án tổ chức kinh tế liên doanh với nước ngoài, chủ xe có thể làm thủ tục kiểm tra xe và tiếp nhận đăng ký ở đội đăng ký quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, điểm đăng ký cấp biển số xe ô tô Nam Sài Gòn hoặc điểm đăng ký cấp biển số xe ô tô Rạch Chiếc. Ngày 28 tháng 2, trao đổi với báo chí về tình trạng cạn kiệt thuốc, vật tư y tế, giáo sư tiến sĩ Trần Bình Giang, giám đốc Bệnh viện Việt Đức cho biết, từ ngày 1 tháng 3, bệnh viện sẽ hạn chế mổ phiên mà chỉ dành cho mổ cấp cứu. Bởi hiện một số hóa chất phục vụ xét nghiệm cấp cứu sắp hết và công tác đấu thầu mua sắm gặp vướng mắc chưa thể thực hiện được. Giáo sư tiến sĩ Trần Bình Giang cũng cho biết, theo quy định trong trường hợp khẩn cấp có thể mua hóa chất vật tư y tế để cứu người thì mua theo hình thức chỉ định thầu, còn mổ phiên thì không thể áp dụng hình thức này. Bệnh viện cũng không chấp nhận để người nhà bệnh nhân mua vật tư y tế, hóa chất từ ngoài vào mổ vì liên quan đến sự an toàn, tính mạng con người. Nếu thuận lợi trong việc mua sắm thiết bị, vật tư hóa chất trong thời gian tới thì sớm nhất khoảng một tháng nữa, việc mổ phiên có thể trở lại bình thường. Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, dẫn đến tình trạng này là do các quy định mua sắm đấu thầu có vướng mắc, không thể sửa đổi được ngay. Ngày 1 tháng 3, Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Quảng Nam vừa ra thông cáo báo chí về kết quả kỳ họp thứ 34 để xem xét kết quả kiểm tra đối với một số đảng ủy, chi bộ và một số cán bộ đảng viên vi phạm. Theo Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Quảng Nam, đảng ủy xã Tam Mỹ Đông, huyện Núi Thành, nhiệm kỳ 2005-2010, 2015-2020, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo. Đồng thời đơn vị cũng vi phạm quy chế làm việc, thiếu kiểm tra giám sát, để một số cán bộ đảng viên lập khống hồ sơ, ký hồ sơ đề nghị xét, giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho công dân trái quy định của pháp luật, vi phạm luật đất đai.
Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với Đảng ủy xã Tam Mỹ Đông, nhiệm kỳ 2005-2010 và đồng chí Bùi Văn Thông, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tam Mỹ Đông. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Nam cũng thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ khỏi Đảng đối với đồng chí Phan Đình Phùng, Chủ tịch Hội Nông dân xã Tam Mỹ Đông, đồng chí Ngô Văn Phú, nguyên công chức địa chính xây dựng xã Tam Mỹ Đông, đồng chí Lê Ánh Vôn, nguyên nhân viên hợp đồng địa chính xây dựng xã Tam Mỹ Đông. Ngày 28 tháng 2, đại diện Bệnh viện Bình Dân cho biết, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Phú Hữu, phó trưởng khoa ngoại tiêu hóa của bệnh viện đã đến Philippines chuyển giao phẫu thuật robot điều trị ung thư đường tiêu hóa cho các bác sĩ bệnh viện Chinese General Hospital and Medical Center. Nhờ sự chuyển giao kỹ thuật này, các bác sĩ bệnh viện Philippines này đã thực hiện thành công phẫu thuật robot điều trị ung thư trực tràng. Đây là một căn bệnh khó, bệnh nhân nữ 50 tuổi đã có hóa trị trước phẫu thuật và mở đại tràng ngang ra da do tắc ruột. Nếu như trước đây một trường hợp phẫu thuật robot trong ung thư đại trực tràng tại bệnh viện trên có thể lên đến 6 giờ thực hiện, qua hướng dẫn của các bác sĩ bệnh viện Bình Dân, ca phẫu thuật theo kỹ thuật mới chỉ cần 2 giờ 30 phút để hoàn thành. Bác sĩ Nguyễn Phú Hữu thông tin. Sáng ngày 1 tháng 3, một lãnh đạo công an tỉnh Bình Định xác nhận với phóng viên báo Sài Gòn Giải Phóng, đơn vị đã bắt được hai đối tượng, gồm Trần Công Sĩ, biệt danh Út Giao, sinh năm 1992, phường Lê Hồng Phong, thành phố Quy Nhơn, và Nguyễn Duy Khương, biệt danh Khương Mặt Sắt, sinh năm 1995, phường Thị Nại, thành phố Quy Nhơn, liên quan vụ ẩu đả, nghi dùng súng xảy ra tại ngã tư đường Trần Hưng Đạo, Phan Đình Phùng, thành phố Quy Nhơn vào sáng ngày 28 tháng 2. Bước đầu, các đối tượng khai nhận dùng súng xuất xứ từ Trung Quốc kiểu dáng giống súng rulo, gắn đạn pháo để tạo tiếng nổ lớn, mục đích để bắn dọa đối phương. Sĩ và Khương bị bắt khi đang lẩn trốn tại huyện Tuy Phước, Bình Định. Cả hai đối tượng trước đây đều có tiền án tiền sự về sử dụng ma túy.